Rồi xin giao lưu anh em một phôi ngọc bút rừng nha, còn gọi là cây xanh ở nha anh em, nằm như một con thú, đường thân thì dặn nè, dặn gân bú nè, đó anh em thấy đẹp không? Rất là đẹp nha anh em. Rồi, cây này cao là 1m1, hành gốc 75. Rồi quay qua dòng anh em xem, hành ngay cái cổ nó 75 nha, cao 1m1 nha anh em. Một phôi ngọc bút rừng nha anh em nha. Dòng cây phải nó cực kỳ giỏi sống nha anh em. Dòng cây cực kỳ giỏi sống nha. Đấy, hai mặt đều đẹp như nhau nha anh em. Rất là hay. Rồi để im đi. Đấy, anh em đó, chi chốt của nó rất là thung thích và cồn rút nha. Rồi quay qua một cái nữa anh em xem. Cái thân này thì nó có cái lũa thép nha anh em, âm thân nha, không có đáng kể hết nha anh em. Đặc biệt là dòng này phải nói nó cực kỳ giỏi sống luôn anh em. Một cây, dòng cây cực kỳ giỏi sống. Rồi đi, anh em nào hợp thì liên hệ nha anh em. Chào anh em.